Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận giao hữu online diễn ra ngày hôm qua 26 tháng 11 2022 giữa Triệu Văn Hâm và Dương Thiên Nhất. Mời bạn xem trận đầu tiên, Dương Thiên Nhất cầm đầu tiên gặp cao thủ có nickname là Tiêu Sái cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。Trên đây thì Tiêu Sái cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp trận thứ hai. Đại sư Triệu Hâm Hâm cầm đen thủ hậu, thần 1.1 có nickname là Quyền Tứ Ân cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây thì Quyền Tử Ân cảm thấy khó lòng chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.